Vâng, xin chào tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube của Đoàn Thanh Khánh. Hôm nay các anh chị cùng Khánh sẽ tìm hiểu dòng xe Outlander vừa mới ra mắt ngày 28 tháng 2 năm 2022. Ở phía sau Khánh đây là một cái mẫu Outlander 2.0 phiên bản cao cấp. Các anh chị cùng Khánh ngày hôm nay sẽ cùng tham khảo và coi chiếc Outlander phiên bản mới này sẽ được nâng cấp những gì và có đáng để các anh chị là một sự lựa chọn trong phân khúc SUV 5+2 nha các anh chị. Rồi, Khánh xin phép giới thiệu, hiện tại Khánh là tư vấn bán hàng của nhà phân phối Mitsubishi Phương Nguyên. Nếu các anh chị nào có nhu cầu tư vấn cũng như mua có dòng sản phẩm của Mitsu thì hãy liên hệ vào số hotline bên dưới để gặp Khánh ha. Các anh chị cùng Khánh sẽ đi đến cái phần nội dung chính của video ngày hôm nay. Ở phía sau Khánh đây đó chính là chiếc Outlander phiên bản 2.0 Bury. Khánh xin phép quay camera ngược lại để giới thiệu cho các anh chị chi tiết từ đầu xe, thân xe, khoang nội thất cũng như là khả năng vận hành của chiếc Outlander này và những cái tính năng an toàn vượt trội được trang bị thêm trên phiên bản mới nhất 2022 của Outlander. Rồi, các anh chị cùng Khánh chiêm ngưỡng chiếc Outlander phiên bản mới nhất 2022 của nhà Mitsubishi. Rồi, ở phần đầu thì các anh chị vẫn thấy là cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Mitsubishi Outlander, đó là ngôn ngữ Dynamic Seal với hai chữ X to bản. Giúp chiếc xe rất là thể thao mạnh mẽ nha các anh chị. Rồi, chúng ta sẽ đi chi tiết vào các cái phần như hệ thống chiếu sáng. Đầu tiên, hệ thống đèn cốt này các anh chị, trên phiên bản Outlander 2.0 thì được trang bị là bi nha các anh chị. Này, thấu kính hậu tụ nha. Này, về ở đây là đèn cốt, hai đèn cốt nha anh chị, và ở phía trong là sẽ là đèn pha. Với cái hệ thống đèn thì sẽ được nâng cấp so với phiên bản Auri 2.0 tiền nhiệm, thì cái này sẽ có auto hai pin, tức là hệ thống đèn pha sẽ tự động bật tắt, hạ cốt và pha theo cái độ chiếu sáng ở phía trước, giúp cho cái việc lái xe nó sẽ tiện lợi và an toàn hơn rất là nhiều. Rồi, các anh chị chiêm ngưỡng cái bóng đèn của Outlander ha. Này, hệ thống đèn cốt thì sẽ là hai thấu kính hậu tụ, phía này sẽ là đèn pha và kế bên sẽ là đèn xi nhan ha. Rồi, tiếp theo thì là cái logo đặc trưng của Mitsubishi. Rồi, ngoài ra thì trên phiên bản này sẽ được nâng cấp, đó là có thêm bốn cái cảm biến phía trước này các anh chị, trên phiên bản cũ thì chưa có, đây được trang bị nè. Rồi, tiếp theo thì anh chị cũng thấy đây là một cái điểm khá là điểm cộng trên các dòng xe Outlander phiên bản cao cấp, thì nhà máy Mitsu vẫn tặng cho các anh chị là cái gói camera 360 độ tích hợp sẵn theo xe ha. Này, đấy, về mặt thiết kế thì ở phần đầu xe không có quá nhiều sự thay đổi, ngoài cái khu vực đèn chiếu sáng đèn gầm đây thì được thay đổi tinh chỉnh một chút xíu, giúp cho chiếc xe có cái sự thanh thoát hơn rất là nhiều nha các anh chị. Rồi, các anh chị cùng Khánh xem một vòng chiếc Outlander nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần thân xe. Với phần thân xe thì các anh chị sẽ có một bộ mâm được thay đổi ha. Bộ mâm đây, anh chị chiêm ngưỡng phần mâm của xe Outlander ha. Hệ thống phanh trước và sau đều là hệ thống phanh đĩa nha các anh chị. Này, bộ mâm này, với cái mâm này thì Khánh đánh giá khá là cao với hệ thống mâm phay. Còn về cái đẹp hay là không đẹp bằng cái phiên bản cũ thì các anh chị xem video này hãy cho Khánh đánh giá ha, thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Rồi, tiếp theo ở đây các anh chị sẽ là phần gương. Gương thì vẫn được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù ha, cũng như là hỗ trợ khi các anh chị chuyển làn. Này, tay nắm cửa thì là được mạ chrome ha, tích hợp nút bấm thông minh lock cửa trên này. Này, và các anh chị cũng thấy là ở cái phần gương hàng ghế sau là sẽ là tối màu ha, cái này là Khánh vẫn chưa dán phim nha các anh chị. Đấy, xe nguyên bản là như thế. Rồi, mình sẽ vào khu vực bên trong chút xíu nha các anh chị. Ở đây thì các anh chị thấy ha, các cái điểm nổi bật này khác biệt, đây chính là cái phần da này được ốp trên cái phần kính cửa này, nhìn rất là sang trọng ha. Theo này là gọi là nội thất kim cương nha các anh chị, cũng như là ở bên trong bộ ghế cũng đã thay đổi nè các anh chị. Này, ghế là ghế da ha. Rồi, nội thất kim cương ở phía bên trong đây. Và một điểm khá là hay đó là
ghế ở hàng ghế phụ, đó là nâng cấp chỉnh điện nha. Và một cái điểm mà nếu các anh chị chọn một phiên bản thấp hơn, đó là phiên bản CVT 2.0, phiên bản tiêu chuẩn, thì đã nâng cấp cho các anh chị luôn, đó là cả hai hàng ghế đều là ghế chỉnh điện. Đây là một điểm mà Khánh cực kỳ ưng ý. Rồi tiếp theo ở bên trong thì các anh chị thấy các viền này cũng đã được thay đổi ha các anh chị. Này, cái này kiểu như là viền carbon các anh chị, nhìn rất là sang trọng ha. Rồi tiếp theo ở khu vực hàng ghế ở phía sau này, được ghế da ha, vẫn là phong cách như ở phía trước, đó là nội thất theo hình kim cương ở cái dãy ở giữa. Và tất nhiên là các anh chị có thể tùy chỉnh ghế ra sau ra trước ha. Rồi hàng ghế phía sau đây, Khánh xin phép là quay hàng ghế thứ ba. Ở đây Outlander thì là 5+2 nha các anh chị. Thì thật ra thì Khánh khuyên các anh chị là 5+2 thì nó sẽ không có rộng rãi một cách nhiều so với các phiên bản như Xpander hay các dòng xe thùng 7 chỗ, thì con này sẽ là tổng chống chế thôi các anh chị. Thì hàng ghế thứ ba này sẽ phù hợp với các anh chị nào có chiều cao từ 1m65 đổ lại, còn cao hơn thì sẽ ngồi khả năng sẽ là đụng đầu gối nha các anh chị. Đấy. Rồi tiếp theo thì các anh chị sẽ đi đến phần đuôi xe của Outlander. Này, đuôi xe ha, các anh chị ngắm đuôi xe. Ở phần đuôi xe thì vẫn trang bị cho các anh chị đó là 4 cảm biến lùi. À, trên phiên bản tiền nhiệm trước đó thì vẫn đã có rồi. Thì trên phiên bản này vẫn giữ nha các anh chị. Camera lùi kết hợp theo xe cũng được trang bị. Và tất nhiên là cốp điện này các anh chị. Này, cốp điện nha. Này, xe này thì vừa mới về đại lý Khánh nên là chưa có BDI. Thành ra cái lúc mà mở lên á, thì vẫn chưa được kích hoạt. Còn đây các anh chị, Khánh sẽ đóng lại cho anh chị nè. Này, lúc này ha. Này, cốp xe đường đập xuống. Cốp đi ha anh chị. Tất nhiên là đuôi lướt gió cũng như là anten vây cá giống như phiên bản tiền nhiệm ha. Rồi, cái giá nóc lên cho các anh chị luôn. Còn ngoài ra thì ở trên đây bằng thân xe thì các anh chị sẽ có một cái thanh inox nè, mà thanh này chắc là thanh mạ rôm nha các anh chị. Này sẽ kéo dài từ đầu xe đến cuối thân xe, giúp nhìn xe nó sẽ có một cái điểm nhắn ở phía giữa. Rồi các anh chị sẽ thấy camera 360 độ tích hợp sẵn theo xe trên góc này ha. Rồi Khánh và các anh chị xin phép là mình sẽ vào cái khu vực là khu vực lái. Ở đây các anh chị này, như ở phía bên kia của ghế thì ở đây đã được trang bị là nẹp da này ha, với cái theo phong cách kiểu là kim cương này, rất là đẹp nha các anh chị. Hệ thống lên xuống kiến ha, tất cả đều là auto hết nha các anh chị. Lóc cửa cũng như là gập gương, là chỉnh điện cũng như là gập điện luôn. Trên phiên bản này thì các anh chị có cả sấy kiến cho cả hai phiên bản luôn nha các anh chị. Rồi tiếp theo các anh chị sẽ đến với cái phần an toàn trên cái dòng xe này. Thì ở đây các anh chị sẽ được trang bị trên phiên bản Outlander sẽ cải tiến thêm, đó là tính năng FCM, hệ thống giảm thiểu va chạm ở phía trước ha, sử dụng cái radar ở đây nha các anh chị. À, nguyên bộ radar của con Outlander sẽ được trang bị thêm giúp cho các anh chị. Này, tiếp theo đó là hệ thống này, cảnh báo khi các anh chị lệch làn đường. Đây là hai tính năng mới được trang bị lên Outlander phiên bản cao cấp. Rồi ở đây sẽ là cảm biến lùi cũng như là cảm biến trước, các anh chị sẽ bật tắt ngay vị trí này. Và đây là camera 360 độ và đây là mở cốp này ha. Thì các anh chị sẽ có hai điểm nhấn ở đây. Thứ nhất đó là hệ thống giảm thiểu va chạm ở phía trước và hệ thống cảnh báo khi các anh chị lệch làn đường. Ở phía này sẽ là hệ thống cân bằng điện tử cũng như là điều chỉnh các thông tin ha, nút điều chỉnh các thông tin ở trên màn hình tablo. Ở đây thì các anh chị sẽ có rửa đèn này ha, hệ thống rửa đèn cũng như là tự động bật tắt này, hệ thống đèn
Và ngoài ra thì trên phiên bản Outlander này sẽ trang bị thêm cho các anh chị đó là auto hai binh, thì đèn pha và đèn code sẽ tự động bật tắt thay thế, thì các anh chị có cái môi trường ở phía trước giúp cho việc lái xe an toàn hơn rất là nhiều. À, trên Outlander phiên bản cao cấp thì có thêm các anh chị đó là tự động điều chỉnh cái góc chiếu sáng khi các anh chị đi hai người ở phía trước, hoặc là có thêm chở vật, chở hàng hóa ở phía sau thì cái góc chiếu sáng nó sẽ thay đổi, thì cái này sẽ tự động auto cho các anh chị luôn. À, rất là an toàn. Rồi, cũng như tất nhiên là hệ thống đây, anh chị gạt mưa thì tất cả sẽ là đều là tự động nha các anh chị. Này, gạt mưa và tự động. Rồi, tiếp theo thì Khánh xin phép là giới thiệu cái phần ghế Khánh đang ngồi ha, thì là chỉnh điện nha các anh chị, và chỉnh điện đến tận là 8 hướng và có bơm lưng luôn nha các anh chị. Này, có bơm lưng luôn, rất là hay. Rồi, tiếp theo ở đây là các nút điều chỉnh ha, trên vô lăng, nghe gọi này, cũng như là điều chỉnh các cái thông số trên cái màn hình cảm ứng. Vô lăng thì sẽ là vô lăng ba chấu thể thao ha. Trên này thì tích hợp luôn cả tính năng cruise control, tất nhiên trên phiên bản này thì sẽ có rồi. Rồi, nút khởi động vẫn là khởi động start stop ha các anh chị. Rồi, một điểm nổi bật trên cái lô 500 xe đầu tiên của Outlander, khi các anh chị đặt và trong cái suất 500 xe thì các anh chị sẽ được trang bị cái màn hình này, là màn hình 9 inch, có thể là bật wifi ha, kết nối với sim 4G đó, thì anh chị coi trực tiếp. Còn cái màn hình mà nguyên bản sẽ là màn hình 8 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các hệ thống điều hòa thì ở đây nó sẽ rất là cơ bản như phiên bản tiền nhiệm. Ở đây là điều chỉnh điều hòa thì sẽ là điều hòa hai vùng độc lập nha các anh chị. Rồi, các nút điều chỉnh lên gió, xuống gió và các tính năng an toàn thì sẽ không có quá nhiều cái nâng cấp trên cái hệ thống điều hòa này. Rồi, tiếp theo thì các anh chị sẽ nhìn lên trên ở đây. Đây là sẽ là một cái nâng cấp các anh chị đáng đi suy nghĩ trên cái dòng xe Outlander này, đó là hệ thống gương chiếu hậu chống chói tự động nha các anh chị. Này, khi mà các anh chị có cái xe ở phía sau rọi đèn pha chẳng hạn, thì cảm biến cái này sẽ có cảm biến ánh sáng phía này, thì gương sẽ tự động điều chỉnh để không bị chói đèn nha các anh chị. Này, tiếp theo thì trên này phiên bản Outlander 2.0 vẫn giữ cửa sổ trời cho các anh chị luôn. Này ha, các anh chị chỉ cần bật một nút thì cửa sổ trời sẽ được mở ra ở phía này nha các anh chị. Rồi, tiếp theo về vận hành thì các anh chị đang thấy ở đây, hộp số thì vẫn sử dụng là hộp số CVT vô cấp nha các anh chị. Này, hộp số CVT ha, và có các cái khu vực như là B đậu này, R là lùi này, N là số mo này, D là chạy thường này, L là lên dốc này, và tất nhiên là không thể thiếu đó là hai cái lạy chuyển số trên vô lăng ha, hay là lạy chuyển số này thì giúp cho chiếc xe chúng ta sẽ đi nó bốc hơn, thể thao hơn rất là nhiều. Rồi, Khánh xin phép mời các anh chị ra khu vực khoang lái để Khánh giới thiệu lại cái khu vực làm việc của động cơ, là cái khối trái tim của con Outlander này. Rồi, mình sẽ đến với khu vực làm việc của khoang động cơ. Thì Outlander 2.0 sử dụng là động cơ 2.0 công nghệ van biến thiên thông minh VVET được trang bị ha, giúp cho cái động cơ có công suất lớn, cũng như là tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Rồi, trên cái hộp số CVT này thì có trang bị cho các anh chị đó là cái công nghệ InVET trên các cái dòng xe của Mitsubishi, thì giúp cho các anh chị có nhiều cái biểu đồ sang số khác nhau, giúp cho các anh chị lái xe phù hợp với nhiều cái phong cách lái khác nhau nha các anh chị. Khoang lái thì khoang động cơ thì được thiết kế rất là gọn gàng, dễ vệ sinh, cũng như là rất là dễ quan sát ha. Anh chị cùng Khánh chiêm ngưỡng cái khu vực động cơ khoang máy của chiếc xe Outlander. Đây là một dòng xe Khánh đánh giá cực cao trong các cái sản phẩm của Mitsubishi. Vừa rồi thì Khánh cũng đã giới thiệu sơ lược cho các anh chị dòng xe Outlander 2022 phiên bản cao cấp nhất 2.0 ở phía sau nha các anh chị ha. Thì với cái giá niêm yết của nhà máy là 950 triệu, hiện tại các dòng xe Outlander là thuộc diện là lắp ráp trong nước, thì từ giờ đến hết tháng 5 thì các anh chị sẽ được hưởng chương trình ưu đãi của nhà nước
tức là giảm thuế trước bạ 50%. Thì các anh chị lăn bánh cái dòng xe này đâu đó ngoài 1 tỷ, hơn 1 tỷ chút xíu nha các anh chị. Nếu các anh chị nào có nhu cầu tư vấn cũng như là lái thử cái dòng xe của Outlander thì hãy liên hệ vào số hotline bên dưới, Khánh sẽ tư vấn cũng như là báo giá kèm với lại các chương trình khuyến mãi của đại lý và nhà máy cho các anh chị. Nếu các anh chị này thấy video này hay, hãy cho Khánh một like và một share và nhớ đăng ký kênh của Khánh để nhận được video mới nhất. Có ý kiến gì về các video của Khánh và cần Khánh tư vấn điều gì thì hãy bình luận ở phía dưới, Khánh sẽ ra những cái video để trả lời cũng như là giải đáp các thắc mắc của các anh chị. Khánh xin cảm ơn các anh chị đã xem hết video.